Xin chào các bạn, hôm nay mình vào chuồng cu của anh xã. Các em chim cu giờ đã quen với mình rồi các bạn, không có còn bay như các lần trước nữa. Nãy giờ mình vào đây cũng đã lâu rồi, chắc anh xã mình anh cũng sắp về, không biết lát anh về anh có bất ngờ không nữa. Tụi ơi, dạ. Em đâu rồi? Em trong chuồng cu nè. Trời đất ơi, bữa nay dám chui vô trong cái chuồng chim của tôi luôn chứ. Anh vô đây chơi chút anh. Rồi, hồi nó bay có rần vậy nè. Đây là hạt bo bo các bạn. Cái cây này nó cũng dễ trồng. Trồng xong rồi nó mình ăn cái bông rồi á. Khi mình cắt trên cái con mình để lại cái gốc nó nhảy con dữ lắm à. Tháng mưa là nó nhảy, tháng nắng là sợ nó mấy bạn không tưới thì nó như ở vùng đất ẩm thì nó nhảy hoài, còn như ở chỗ mình nó khô à. Khi nó ấy ra mình không tưới nó chết luôn. Chim nó phái ăn. Ủa, bữa hổm em nhớ anh nói là cu thích ăn lúa mì, sao giờ lại thích ăn bo bo nữa? Tại vì lúa là thức ăn chính, còn cái này cho nó ăn thêm mà. Chẳng hạn như bánh mì nó cũng phái ăn bánh mì, giờ nó phái ăn bánh mì. Sao bo bo. Sao anh không bỏ nhiều bo bo vô lâu, cho ăn? Đâu có. Trồng được có mấy cây ăn nhín nhín. Nó ăn thấy cưng quá ha. Ăn ghiền luôn. Dưa hấu quất luôn, bữa nào có dưa hấu dục gì, dưa hấu với gì, thanh long, phái. Thì bữa nào anh đi làm về em mua cho nó một quả dưa hấu nó ăn. Ngượng có ăn cái đó chắc chủ nó ăn. Đem ra chắc chủ nó ăn. Thì anh ăn miếng cho nó ăn miếng. Thanh long là phái ăn nhất. Tại cái hộp nó mổ ăn hạch luôn. Rồi thanh long hỏi em đem về là anh cho cô ăn luôn hả? Ừ. Ăn phá. Ăn xong mới đi vòng vòng mới chơi hay gì anh? Trời đất ơi, ra đó tắm nắng người ta đó. Rồi nó gù, nó gái. Nhìn nó ăn thấy cưng quá à. Giờ là nói chung là bo bo là thôi. Mà nó đạo luôn. Ăn là ghiền. Nói chung bo bo ăn tốt. Người mình ăn tốt nên bo bo nó còn kêu bằng cái hạt lúa miếng hả, ý dĩ gì á, nó tên khoa học của nó là tên hạt ý dĩ hay gì cái gì đó. Nói chung là nó ăn có tác dụng trị cái này trị kia, lên trên mạng gõ là ra cái đống luôn. Để chút em làm thử. Anh ơi. Gì vậy? Em đi vô nha, em ở đây nữa đâu. Đi từ từ ra để nó bay đó. Rồi, xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.